Xin chào các em học sinh. Thì hôm nay chúng ta trước khi bắt đầu vào chính thức đi học lại á, thì thầy làm cái video này để giúp cho các em hệ thống lại một số cái kiến thức cũng như từ vựng của bài 10 chương trình tiếng Anh lớp 8 với chủ đề là recycling, tái chế. Thì ở phần này chủ yếu là thầy tập trung cái phần là đọc và ôn lại từ vựng trong các cái bài. Đầu tiên chúng ta sẽ sang phần getting started. Work with a partner, think of ways we can reduce the amount of garbage we produce. Work with a partner là cùng làm việc với bạn mình. Think of ways là hãy suy nghĩ về những cái cách gì. We can reduce là chúng ta có thể làm giảm. Reduce nghĩa là làm giảm. The amount of là một cái lượng gì đó. Garbage, the amount of garbage, có nghĩa là lượng rác. We produce, produce là tạo ra, sản xuất ra. Thì cả cái câu này có nghĩa là think of ways we can reduce the amount of garbage we produce. Có nghĩa là hãy nghĩ về cách mà chúng ta có thể giảm đi cái lượng rác mà chúng ta tạo ra. The words in the box may help you. Những từ trong khung sẽ giúp đỡ các bạn. Ví dụ như ở đây có một bạn đề nghị là we should use cloth bags. Có nghĩa là chúng ta nên dùng những cái túi vải instead of, có nghĩa là thay thế hoặc là thay vì dùng một cái thứ khác. Cụ thể đây là plastic bags, nghĩa là thay thế cho những cái túi nhựa. We should use cloth bags instead of plastic bags. Bạn này có đồng ý không? Bạn này nói là you're right, bạn đúng rồi đó. We should also reuse plastic bags. Chúng ta cũng nên also, nghĩa là should also, nghĩa là cũng nên reuse, sử dụng lại. Cái chữ re nghĩa là tái lại, làm lại. Reuse nghĩa là sử dụng lại plastic bags, những cái bọc ni lông hoặc cái bọc nhựa. Và ở đây có đề nghị một số cái giải pháp khác các bạn lưu ý. Tree leaves nghĩa là cái lá cây. Tree leaves, lá cây như lá chuối rồi đó. To wrap things, wrap nghĩa là gói. Gói đồ lại, things đây là đồ vật nói chung. Thì mình nói là we should use tree leaves to wrap things. Chúng ta nên sử dụng lá cây để mà gói đồ. Ở đây là garbage to make fertilizer. Có nghĩa là garbage nghĩa là dùng rác. To make nghĩa là để làm. Fertilizer là làm phân bón. Vì mình wrap vô thì mình nói là we should use garbage to make fertilizer. Used papers. Ở đây có nghĩa là cái chữ used này có nghĩa là tính từ đã sử dụng rồi. Used papers là những cái giấy đã sử dụng rồi. To make toys, để làm đồ chơi. Chúng ta sang cái giải pháp cuối cùng là vegetable matter. Vegetable matter là những cái rác mà từ rau củ đó, mình gọi là rác hữu cơ. Những cái vật chất hữu cơ đó, nhiều như vỏ rễ rau nè, vỏ củ cải cà rốt rồi đó. To make animal food, để mà làm thức ăn cho động vật. Rồi, ta sẽ lặp lại bốn cái cụm này. Tree leaves to wrap things, garbage to make fertilizer, used papers to make toys, vegetable matter to make animal food. Chúng ta sẽ sang phần listen and read. Ở đây mình sẽ, để cho các bạn nhớ từ vựng thì mình sẽ giải thích ở mỗi câu những cái từ cần ghi nhớ, các bạn tự ghi chú. A representative, hôm trước chúng ta có từ represent tức là đại diện. Thì ở đây representative nghĩa là một đại diện, một người đại diện. A representative from Friends of the Earth. Friends of the Earth là một cái, đây người ta giải thích nè. Ở đây là một cái câu lạc bộ những người bạn của trái đất. Friends of the Earth, Miss Black, cái cô này có tên là Black. Is talking to the students of Quang Trung School, đang nói chuyện với những học sinh của trường Quang Trung. Friends of the Earth, những người bạn của trái đất, shows people how to protect the environment. Thì những người bạn của trái đất này nè, shows people, hướng dẫn người ta. How to protect là làm thế nào, how là làm thế nào. Để mà protect nghĩa là bảo vệ cái gì? The environment,
bảo vệ môi trường environment, and save và tiết kiệm save tiết kiệm natural resources là natural là tự nhiên, resources là cái nguồn tài nguyên, nguyên cái cụm này là natural resources có nghĩa là nguồn tài nguyên thiên nhiên. Mình sẽ đọc lại cái đoạn nhỏ này. A representative from Friends of the Earth, Miss Black, is talking to the students of Guangzhou School. Friends of the Earth shows people how to protect the environment and save natural resources. Chúng ta tiếp tục vào cái đoạn hội thoại đây. Miss Black nói nè, recycling is easy. Recycling lúc này nó không phải là một động từ nữa mà nó là một danh từ. Có nghĩa là cái việc tái chế is easy, nghĩa là rất là dễ. Remember, chỉ cần nhớ. Reduce, nghĩa là giảm. Reuse, xài lại. Recycling và tái chế. Bà nói như thế này. You're right, cô nói đúng rồi. It is not typical to remember. Thật không khó để mà ghi nhớ. Typical là khó, not typical là không khó để nhớ. Because all the words begin with the letter R. Because all the three words, bởi vì tất cả ba cái từ này, begin là bắt đầu, with the letter R, bằng chữ cái R. Can you explain what you mean, Miss Black? Can you explain, chúng ta có thể explain, nghĩa là giải thích. Cô dùm ơn giải thích what you mean, ý của cô có ý gì khi nói nhớ ba cái chữ đó. What you mean, Miss Black? Thì cô Black mới trả lời. Certainly. Tất nhiên rồi, cô sẽ giải thích cho, ý nói là như vậy. I am pleased. Tôi rất là vui that you want to know more. Rằng là... You want to know more, nghĩa là em muốn biết thêm. Reduce means not buying products. Reduce means có nghĩa là giảm, có nghĩa là not buying products. Đừng có mua những sản phẩm. Chúng ta có từ products là sản phẩm. Và cái sản phẩm gì người ta giới thiệu nè? Which are overpackaged. Chúng ta có động từ pack, có nghĩa là đóng gói. Overpack, nghĩa là đóng gói quá nhiều. Overpackage, có nghĩa là đừng có mua những sản phẩm mà nó có đóng gói quá nhiều. For example, ví dụ, shirts and socks. Ví dụ như áo sơ mi and socks. Là những cái đôi vớ without plastic and paper packaging. Mà nó có bọc nhựa nè, rồi thêm đóng gói bằng giấy nữa. Ý cô nói là đừng có mua những cái sản phẩm mà đóng gói quá nhiều như vậy. Mua nhưng mà mua những cái sản phẩm nào mà đừng có đóng gói nhiều. Okay. Thì mình sẽ giúp giảm được cái lượng rác thải ra. Mình sẽ đọc lại cái này ha. Recycling is easy. Remember, reduce, reuse, and recycle. You're right. It is not difficult to remember because all the three words begin with the letter R. Can you explain what you mean, Miss Black? Certainly, I am pleased that you want to know more. Reduce means not buying products which are overpackaged. For example, shirts and socks which have plastic and paper packaging. Chúng ta sẽ sang cái phần kế tiếp của cái đoạn hội thoại này. Đây. Miss Black mới nói gì? Tiếp theo. Can you tell the class, please? Can you tell the class, please? Tức là, chắc có thể là cô Hoa thấy bạn Hoa giơ tay. Thì cô mới nói, can you tell the class, please? Em có thể nói cho lớp biết được không? Thì bạn Hoa mới nói là, we can reuse things. Bạn Hoa mới nói về vấn đề là sử dụng lại. Chúng ta có thể reuse things, sử dụng lại đồ đạc. Like envelopes, như là bao thư, glass, thủy tinh.
and plastic bottles, hoặc là những cái chai nhựa, bottles, and old plastic bags, hoặc là những cái bọc bọc ni lông mà cũ á, thì mình có thể sử dụng lại thay vì bỏ đi. Ý bạn này là vậy. Miss Black mới nói nè, that's right, đúng rồi đó em. But instead of reusing plastic bags, nhưng instead of là thay vì, nhưng mà thay vì, instead of reusing là sử dụng lại plastic bags, những cái bọc nhựa, we shouldn't use them at all, thì chúng ta đừng có xài nó nữa luôn. À, có nghĩa là chúng ta thay vì là xài lại thì đừng có xài nó nữa. Ý là như thế. We ought to use cloth bags. Chúng ta nên, chữ ought to này cũng có nghĩa là nên. Nên làm gì? Ought to use, nên dùng cloth bags, cái túi nhựa, cái túi vải. Rồi, so is that what you mean by recycle? So is that, như vậy có phải là những gì cô nói về recycle hay không? Recycle cũng là tái chế. Miss Black nói, yes, đúng rồi. Don't just throw things away. Đừng chỉ giục đồ bỏ đi. Throw away nghĩa là vứt bỏ. Vứt bỏ vào thùng rác á. Throw things away nghĩa là vứt đồ đạc đi đấy. Try and find another use for them. Try and find nghĩa là hãy cố gắng. Find nghĩa là tìm. Hãy cố gắng và tìm another use, một cách sử dụng khác for them, cho chúng, cho những thứ mà mình đã xài rồi đó. À, bạn Lan mới nói tiếp là that's easy to say, Miss Blake. Thật là dễ để nói, tức là ý bạn này nói là nói rất là dễ, còn làm thì rất là khó đó. But how do we do it? Nhưng mà chúng ta làm sao đấy? Rồi, chúng ta sẽ coi cô Black nói gì. Cô Black mới nói contact, có nghĩa là contact, tức là hãy liên hệ. An organization, một tổ chức. Organization là tổ chức. Contact an organization nghĩa là hãy liên hệ một tổ chức. Like trong trường hợp này không phải là thích, mà ví dụ cái tổ chức nào, ví dụ như Friends of the Earth, ví dụ như những người bạn của trái đất nè. For information là để biết thêm thông tin. Go to your local library. Cái giải pháp thứ hai là go to your library, là hãy vào thư viện ở địa phương bạn. Local là địa phương. Your local library có nghĩa là cái thư viện địa phương của bạn. Or ask your family and friends, hoặc là hỏi gia đình và những người bạn của bạn đó, để biết những cái cách để mà tái chế hoặc sử dụng lại. Và bây giờ thì các bạn sẽ đi đọc lại cái bài này ha. Can you tell the class, please? We can reuse things like envelopes, glass, and plastic bottles, and old plastic bags. That's right. But instead of reusing plastic bags, we shouldn't use them at all. We ought to use cloth bags. So is that what you mean by but recycle? Yes. Don't just throw things away. Try and find another use for them. That's easy to say, Miss Blake. But how do you do it? Contact an organization like Friends of the Earth for information. Go to your local library or ask your family and friends.